Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần layer null object. Thì các bạn đã biết khi mình biên tập một đoạn video hoặc một project thì cái công cụ null object nó sử dụng rất là phổ biến. Bây giờ đầu tiên mình sẽ tạo một cái composition mới. Rồi kích thước của nó là full HD. Frame rate 25 giây. Tổng thời gian của nó là 15 giây. Rồi, ok. Tiếp theo, mình sẽ bấm Shift chấm hỏi để nó fix lại khung hình review. Rồi, mình sẽ ghi chữ. Tơ, đó, ghi chữ. Rồi, đầu tiên, mình sẽ chọn phông chữ Arial hoặc là Mirage Pro cũng được. Rồi, chữ Bold nó đậm lên. Màu chữ, mình sẽ chọn màu trắng. Màu trắng trên cái nền background màu đen nó sẽ rõ hơn. Rồi, mình ghi 3 the kick. Rồi. Kích enter phía bên phải bên num lock nó sẽ thoát lệnh. Rồi, control atlas home để tâm về chính giữa cái chữ. Tiếp theo mình sẽ chọn tiếp một chữ nữa. Rồi, ghi graphic. Enter tiếp bên phải, bên tay phải của các bạn nha. Tiếp theo mình sẽ control atlas home để tâm vào chính giữa cái layer test. Mình kích thêm một cái nữa, mình ghi chữ animation. Đó có nghĩa mình sẽ tạo một chuyển động bằng mình sẽ sử dụng công cụ null. Rồi enter, rồi control atlas home. Rồi mình sẽ sắp xếp các chữ lại với nhau, kích vào lại CSS tool phim text lover. Đó các bạn đỡ thì nó có tên phía trước và phim text phía sau. Rồi các bạn đỡ đây, bên đây thì có phông chữ đây, mình đỡ cho nó là 100 đi. Enter. Tương tự như thế, graphic và body kick cũng 100 luôn. Enter. Rồi, mình sẽ xếp lại. Rồi, như thế này. Mình đỡ animation phía dưới, graphic phía trên. Rồi, đó cho các bạn kích control atlas home để tâm vào chữa. Thì theo mình á, các bạn nên làm quen sử dụng VTech nó sẽ nhanh hơn. Rồi. Đúng không? Rồi. Bây giờ null object là gì? Null object là một, các bạn cứ hình dung giống như một cái trục đi. Bạn liên kết các layer theo cái nối dây theo cái trục đó, và cái trục đó đi đâu thì những cái layer nối theo trục nó di chuyển theo như thế. Rồi, cách tạo null object thì sao? Đầu tiên các bạn vô layer new null object đây. Đúng không? Phim text hiện nằm phía sau. Control atlas shift y. Đó, đây cái null. Các bạn thấy chưa? Kích dịch chuyển cái null. Cách thứ hai, mình bấm delete xóa đi. Kích chuột phải với thanh chứa những layer đây. Kích chuột phải bấm new null object. Rồi, bây giờ mình sẽ liên kết những ba layer chữ đây với cái null. Thì đầu tiên các bạn kích vô cái chữ animation đúng không? Chỗ parent link này, bạn có dấu xoắn ốc này, thấy không? Parent quick này. Rồi bạn kéo nối với cái null thì các bạn thấy không? Phía sau này. Nó animation nó liên kết với cái null. Hay cách khác các bạn chọn hai cái graphic với body kick kích vô đây, chọn null, có nghĩa liên kết với null. Rồi tiếp theo mình sẽ dịch chuyển thay đổi vị trí của ba chữ bằng cách nào? Thì mình sẽ sử dụng cái lệnh là position, phím tắt là buffer, nó sẽ ra. Rồi đây là trục x, đây là trục y. Bây giờ mình dịch chuyển trục x qua bên phải, đó các bạn thấy chưa? Nó sẽ dịch chuyển theo cái định null, có nghĩa cái null đi đâu thì ba cái layer test đó đi theo như đó. Đây là trục y, mình dịch chuyển lên xuống, đúng không? Rồi mình mở tiếp một cái lệnh là rotation. Các bạn giữ shift bấm R, đó là phim text của rotation, chữ cái đầu nha. Bạn sẽ xoay thì nó sẽ xoay theo cái tâm, nhưng mà cái tâm của nó là cái tâm của null object. Các bạn dịch chuyển cái tâm của null object thì các bạn sử dụng cái lệnh là đây, bend behind unchable, và dạng dịch chuyển tâm thì nó tâm lên đây. Các bạn dịch rotation này nó sẽ dịch chuyển theo tâm, các bạn thấy chưa? Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ bấm scale thì giữ shift và bấm phím s.
Rồi bạn đây 100 trăm đúng không? Bạn không lớn lên. Đó, thấy chưa? Không nhỏ xuống. Đó, nói trước với các bạn là cái lệnh null object sử dụng rất là nhiều. Sau này mình sẽ dùng cái null object liên kết các layer lại với nhau. Rồi các bạn kích chuột phải vào scale bấm reset, nó trở lại như cũ. Tiếp tục. Nó có cái lệnh là unchobon phim tắc shift a, nhưng mà nó chỉ dịch chuyển giống như những layer thường đó. Đặc biệt một cái null á, nó không có liên kết được, có nghĩa là nó không có sử dụng được lệnh opacity. Lý do bây giờ mình sẽ làm cho các bạn thấy nha. Bây giờ mình tăng opacity lên đúng không, nó sẽ đậm, nó sẽ mờ cái chữ, nhưng mà thực chất là nó không phải mờ, cho nên là cái null á nó chỉ sử dụng được bốn cái trong cái lệnh transform là unchobon, position, scale và rotation. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ làm một cái animation cái chữ body body kit graphic animation nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ sử dụng cái lệnh là position trước. Đúng không? Mình sẽ dịch chuyển cái null vô trong. Bấm lại selection tool đúng không? Dịch chuyển vào trong này. Kích vào null. Dịch chuyển vô. Dịch chuyển tâm của nó về đây. Kích vô select tool, kéo nó qua đây đúng không. Bây giờ mình sẽ đỡ lại cái rotation nó xoay lại bình thường, reset lại nha. Rồi mình kích vô cái lệnh là position buffer, kích một điểm. À, mình đang đỡ chỗ cuối cùng đúng không, mình xóa tất cả đi. Mình bấm phím home, cái đường chỉ này nó sẽ về không giây. Bấm vào position, mình dịch chuyển tới cái đoạn là 2 giây, thì đây là trục x đúng không, mình kéo trục x qua. Đó, các bạn thấy không? Nó dịch chuyển 3 chữ luôn. Rồi tiếp theo, trong thời gian từ 2 giây đúng không, các bạn sẽ tới 4 giây đi, 2 giây, mình sẽ dùng hiệu ứng là scale, giữ shift bấm phím s, kích một lượng scale. Bạn tới là 4 giây đi, mình sẽ giảm phông lớn lên. Đó. Rồi các bạn tới cái đoạn 6 giây đi, rồi các bạn cho nó nhỏ lại. Đó. Đúng không? Rồi quay lại 4 giây. Các bạn bấm Shift R để dùng thêm một cái lệnh rotation nữa, là không độ đúng không? Tới chỗ 6 giây. Các bạn cho nó xoay một vòng đi, là có nghĩa là xoay 360 độ. Rồi, bây giờ mình sẽ cho thời gian nó chỉ còn là tổng thời gian cái comb chỉ là 7 giây đúng không? Thì các bạn bấm phím N để giới hạn cái thời gian. Bạn kích chuột phải lên cái work array này, thấy không? Các bạn thấy chữ nó hiển thị work array không? Kích chuột phải bấm lệnh trim comb to work array, có nghĩa là tổng thời gian của composition chỉ là 70 giây thôi, 7 giây không một frame. Đúng không? Bây giờ mình bấm phím home. Rồi các bạn bấm space hoặc là bấm phím không để play cái review xem trước cái composition. Đó, các bạn thấy chưa? Thì thay vì mình sử dụng từng cái layer thì mình sử dụng luôn, nó sẽ trực tiếp hết luôn. Đó. Các bạn thấy đơn giản đúng không nào? Đó là mình giới thiệu phần luôn. Đó, bữa hôm sau mình sẽ dẫn các bạn bài tiếp theo.